Trong những số phát sóng trước, chúng ta đã khám phá không gian thời trang của hai khu chung cư cũ tại Sài Gòn. Lần này, theo chân ekip chương trình, cùng bật mí thêm một không gian thời trang rất được các bạn trẻ yêu thích, chung cư 42 Nguyễn Huệ. Tòa lạc ngay trung tâm phố đi bộ Sầm Uất, bạn sẽ bất ngờ khi len sâu vào trong chung cư này và phát hiện ra vô số những cửa hàng thời trang đặc biệt. The Marker là điểm dừng chân đầu tiên sẽ làm bạn choáng ngợp với sự đa dạng mà cửa hàng này mang lại. Cái không gian của The Maker concept á, cái idea của tụi em muốn tạo ra một cái không gian và cái nền tảng để hỗ trợ các bạn thiết kế thời trang Việt. Thì hiện tại tụi em có khoảng 15 brand thiết kế về quần áo và khoảng 5 brand thiết kế giày dép và phụ kiện. Thì đối tượng khách hàng chính của tụi em thì cũng khá là phong phú, từ các bạn trẻ đến cái chị nhân viên văn phòng và khách du lịch khắp nơi trên thế giới mà họ có thể ghé qua đường Nguyễn Huệ này. Điểm thú vị là bạn có thể kết hợp giữa việc shopping và thưởng thức cà phê thư giãn ngay tại cửa hàng. Tiếp những tầng lầu tiếp theo, bạn sẽ dễ dàng nhận ra các shop thời trang tại đây mang đến cho bạn khá nhiều sự lựa chọn thú vị, từ phong cách urban đường phố, một chút tinh thần thể thao, hay thậm chí bạn có thể trải nghiệm với phong cách bên hay một chút sự bí ẩn cá tính với những mảng màu tối được kết hợp và vận dụng khá tinh tế với lối bài trí ấn tượng mang đến cảm hứng cho bạn ngay từ khi bước vào. Ngoài trang phục, bạn vẫn có thể tìm thấy những phụ kiện trang trí, quà tặng hay thậm chí là sưu tầm nhiều vật dụng rất đặc biệt mà ít nơi đâu có thể tìm thấy được.